Vẽ trái tim, Nguyễn Phong Việt. Chúng ta vẽ trái tim bằng một đường chạy thẳng về phía mênh mông, như một quãng đời đã lấp đầy hạnh phúc, như một cái nhìn dành riêng cho sự bình yên nơi lồng ngực, như một lời nguyện cầu không cần nói nhiều đến niềm tin sẽ làm người lương thiện, vì mình sống cho nhau. Những ngày dỗi hờn, chúng ta vẽ trái tim bằng một con đường ngắn hơn cả giấc chiêm bao, rồi co ro như đứng trong ngày mưa lạnh lẽo, nhìn những cô đơn cứ nhiều dần lên thành cơn bão. Không ai nhìn ai, dù chỉ là qua vai áo, cuộc đời lặng im. Những ngày tuyệt vọng, chúng ta vẽ trái tim bằng những đường gấp khúc tối tăm, những rối bời đi ra từ ánh mắt. Có thể cúi xuống nhìn vào bàn chân cũng không còn là việc đơn giản, để biết mình muốn bước đi cùng một con đường hay chạm nhau trên một lối đi khác, mà lòng thản nhiên. Những ngày bình thường, chúng ta vẽ trái tim với đúng hình dáng thân quen, cùng nhịp đập sáng trưa chiều tối, những yêu thương không cần phải vội, những quan tâm không cần phải nói bên tai mỗi người. Những ngày xa lạ, đột nhiên thôi, chúng ta vẽ trái tim bằng giọt nước mắt đau đớn nhất dưới bầu trời, khóc cho mình thiệt thòi hơn người khác, khóc cho mình đã làm gì để phải mang một tâm hồn mất mát, khóc cho mình phải chọn một tình yêu ngỡ là đơn giản, khóc cho riêng mình vì tội cho mình nhiều hơn. Những ngày đã đi qua, chúng ta vẽ trái tim với bảng màu dành cho nỗi buồn, vẽ từ sớm mai cho đến đêm trời tối mịt, vẽ ngay cả trong khi vui hay lúc lòng cô đơn nhất, cho đến khi nào mới giật mình ngơ ngác, mình đang dần đánh mất cuộc đời riêng của trái tim. Có khi nào chúng ta đang vẽ cuộc đời mình bên ngoài những bình yên?